Chặt các bạn đến tin nhanh 24/7. Xế vượt tầm giá 200 triệu đồng tại Việt Nam. Chọn chiếc Honda CB 500X 2021 hay là KTM 390 Adventure. Honda CB 500X 2021 có những ưu thế về mặt thiết kế và những thông số động cơ. Trong khi cái chiếc KTM 390 Adventure 2010 lại nhỉnh hơn về tính năng, trang bị và mức giá bán rất cạnh tranh. Với một khoảng tầm tiền là 200 triệu đồng, những tín đồ mê xe dịch ở Việt Nam hiện có hai cái lựa chọn sáng giá để đồng hành trong những cái chuyến đi xa. Đó chính là cái dòng Honda CB 500X 2021 và KTM 390 Adventure 2010 được bán chính hãng ở Việt Nam. Hai cái dòng mô tô Adventure hạng trung dễ dàng điều khiển, có khả năng di chuyển linh hoạt phù hợp với điều kiện địa hình ở Việt Nam. Với một mức giá bán lần lượt là 188 triệu đồng cho cái chiếc CB 500X 2021 và 175 triệu đồng cho phiên bản là KTM 390 Adventure 2010. Liệu hai cái mẫu xe này có cái điểm gì hơn kém nhau hay không? Về mặt thiết kế, cái chiếc CB 500X thì bắt mắt hơn. Đầu năm 2001, Honda Việt Nam có một cái đợt thay áo cho cái dòng là CB 500X 2011 với một cái màu sơn mới và một cái bộ tem chí mới, trông là trẻ trung, năng động hơn. Còn lại, cái dòng mô tô đến Nhật Bản vẫn giữ cho mình thiết kế mạnh mẽ, bề vệ nhờ vào cái phần dàn nhựa đầy đặn kết hợp cùng với những chi tiết sắc sảo ở phần đầu và đuôi xe. Trong khi đó, ngoại hình của KTM 390 Adventure có cái phần đơn giản và ít chất việc hơn thủ của mình. Cái dòng Adventure của nhà KTM được tinh chỉnh ở phần thiết kế từ bản là nước cơ bản 390 đúc với phần đầu đèn nhô ra phía trước nhiều hơn, cùng với cái dàn nhựa to lớn che kích ở phần khung sườn khá nhiều. Đi kèm hơn về mặt thiết kế tổng thể, nếu chúng ta đi sâu vào chi tiết của cái chiếc KTM 390 Adventure là có phần là nhỉnh hơn. Các trang bị nổi bật của cái dòng là 390 Adventure bao gồm như bảo vệ tay lái bằng nhựa, cái tấm ốp gầm bảo vệ động cơ và cái cụm bảo vệ hệ thống chèo trước phục hành trình ngược. So với thông số kích thước của cái dòng là CB 500X thì chiều dài cơ sở tốt hơn nhưng chiều cao lại đắt hơn, giúp tăng cái độ ổn định di chuyển ở những vận tốc tốc độ cao phù hợp người lái từ 1m7 trở lên. Trong khi đó, KTM 390 Adventure lại có những ưu thế cái độ linh hoạt khi leo lề hay đi đường xấu nhờ cái khoảng sân gầm lên tới là 200m. Còn lại cái số đo tổng thể của hai mẫu mô tô này thì không chênh lệch lắm. KTM 390 Adventure thì hiện đại hơn. Tương tự như anh em KTM 390 thì phiên bản là 390 Adventure được trang bị nhiều tiện ích cao cấp để hỗ trợ người lái. Cái điều đáng chú ý nhất chính là cái đồng hồ tốc độ kỹ thuật số màu sắc có thể kết nối điện thoại thông minh của Bluetooth để thông báo những cuộc gọi hay những cái bài hát nghe qua cái tai nghe Bluetooth. Danh sách công nghệ hành trình của KTM 390 Adventure tỏ ra được vượt trội hơn nếu so với phiên bản CB 500X. Cái mẫu mô tô đến từ Áo có một cái tay ga điện tử, hệ thống kiểm soát kéo, hộp số hỗ trợ xả nhanh, hệ thống phanh ABS cầm cua và một cái cụm keo trước hành trình ngược thì chỉnh được cái độ nén, độ hồi. Với cái dòng này CB 500X, Honda trang bị hệ thống phanh ABS hai kênh tiêu chuẩn. Còn lại những trang bị tương đồng với hai mẫu xe này gồm có hệ thống chiếu sáng, đèn hậu, cái đèn xi nhan toàn bộ chỉ bóng LED, mâm xe hợp kim đúc được chip in bánh trước, ngoại in bánh sau, cái cụm phanh đĩa đơn sẽ cách trước lẫn sau, cái kiểu lò xo trụ đơn có thể được tùy chỉnh cái độ nén lò xo. Thông số động cơ của chiếc Honda CB 500X nhỉnh hơn. Khác biệt chính giữa cái dòng là CB 500X và 390 Adventure nằm ở cấu hình động cơ. Cái mẫu Adventure của nhà Honda sử dụng cái dòng máy là hai xăng song song, mang đến một cái công suất vượt trội hơn cũng như cái mô men xoắn là mượt mà hơn trên những chạy tốc độ tua máy cao. Trong khi đó, đại diện của nhà KTM thì trang bị động cơ xăng đơn nên nước đề ba bốc mà mẻ hơn, phù hợp cho việc đi đường xấu hoặc tăng tốc đoạn đường ngắn. Đổi lại động cơ vận hành chạy tua máy cao sẽ kém mượt mà những hộp của mình. Còn lại thì B-Shift, còn lại thì cái chiếc CB 500X và 390 Adventure cùng có một cái hộp số 6 cấp đi cùng với một ly hợp chống trượt bánh sau. Nhìn chung thì cái chiếc Honda CB 500X có thiết kế hài hòa phù hợp hơn với địa hướng khách hàng Việt Nam.
cùng với đó là động cơ khỏe bền bỉ, thích hợp cho những chuyến đi đường dài. Còn về cái chiếc 390 Adventure, một mẫu mô tô của nhà KTM thì có mức giá bán cạnh tranh hơn, là một lựa chọn sáng giá cho những ai cần có một cái mẫu xế vượt gọn, nhẹ và nhiều tính năng trang bị hiện đại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại, nhớ like, share và subscribe.